tập 205 và trailer 206. Chào mừng anh trai. Biệt thự vắng tanh, mọi người ở đâu hết rồi? Chúng tôi đã tranh cãi, tất nhiên thần kinh của bà ấy không thể xử lý được sự thật, bà ấy phải nhập viện quá nhanh. Em thực sự không mong đợi điều đó. Không phải anh đã bảo em không làm gì sao? Anh ơi, em đã làm gì sai? Em chỉ khiến bà ấy nhớ lại sự thật, em chỉ đưa hình ảnh bố chúng ta trước mắt bà ấy. Tất nhiên, bà ấy không thể kiềm chế được sự căng thẳng của mình khi nhìn thấy nó, nhưng bà ấy sẽ quen thôi. Nơi này là của chúng ta. Sớm hay muộn, họ sẽ hiểu, ai không hiểu thì em bảo họ mọi thứ theo cách riêng của nó. Làm như chúng ta chưa từng nói chuyện này sao? Sao em lại vội vàng như vậy? Hãy cẩn thận với hành vi của em. Từ nay đừng tạo thêm rắc rối không cần thiết, đừng khiêu khích ai nữa. Không, không ai trong số họ có thể làm được gì cả. Anh trai, đừng lo lắng. Đánh giá thấp Ohun, anh ấy vẫn chưa thể hiện ra mặt đó. Em không biết họ có thể làm gì đâu. Mọi việc phải có thời điểm. Anh à, chẳng phải chúng ta nên nghiến răng nghiến lợi vào lúc này sao? Chẳng phải chúng ta đã chờ đợi thời điểm này sao? Kiên nhẫn chính là chìa khóa. Nếu hành động thiếu kiên nhẫn như vậy, hãy đến bệnh viện ngay. Hãy đi xin lỗi. Anh nói gì vậy anh trai? Em là Neva Demiran đó. Anh đang nói gì vậy? Chuyện đó không bao giờ xảy ra nha anh trai. Kenan và Nusa tiếp tục cãi nhau ở phòng bếp. Mới hôm qua thì ngọt ngào, hôm nay lại khác. Em chẳng hiểu điều gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù sao thì nó không còn nữa đâu. Em nghĩ xem làm sao họ có thể chia tay. Tình yêu của họ đang nảy nở. Em hy vọng vậy nhưng em không nghĩ như anh. Nó không chỉ là một hay hai cuộc tranh cãi. Ngoại trừ ngày cưới, chúng ta nên làm gì đó không? Đừng nghĩ lung tung em. Chúng ta không thể chen vào giữa việc vợ chồng họ. Họ cãi vã xong, 2 phút sau, em yêu, thế là xong. Họ yêu thế này thì thật mãnh liệt và thú vị, đây có phải là cách yêu? Anh phản đối mọi thứ, nhưng dù sao chúng ta ra ngoài thôi. Anh ơi, tụi em đi ra ngoài hít thở đây, nhìn. Nhìn xem, bọn trẻ chạy trốn khỏi chúng ta theo đúng nghĩa đen. Kenan và Nusa tiếp tục cãi nhau, rất may thầy Jacob đến chơi. Nghe qua tình hình của Kenan từ Fathi, thầy Jacob ghé vào chơi và dành lời khuyên cho Nusa và Kenan. Cảm ơn cháu, nó rất đẹp đấy cô gái, nó có hương vị khác. Cháu pha nó như thế nào? Hai tết ạ. Cái gì cũng có bí quyết tốt đẹp, chúng ta không nên bỏ qua. Thế là hai cháu đã biết câu chuyện bí quyết kinh doanh rồi đấy. Con không biết thưa thầy, con cũng lần đầu nghe thấy. Để thầy giải thích cho con nghe. Có những người ta yêu nhau rất nhiều. Nhưng có một cặp vợ chồng không hòa hợp được, thỉnh thoảng họ lại đánh nhau. Họ ngừng nói chuyện và nhận ra rằng không có sự bình yên trong gia đình của họ. Họ quyết định hỏi ý kiến một trưởng lão và câu trả lời là thật đơn giản. Ông ấy nói, bí quyết là phải giải quyết nó từ dưới lên. Khi một trong hai bạn tức giận, người kia sẽ bình tĩnh. Một trong hai bạn sẽ lắng nghe trong khi người kia nói. Sẽ lắng nghe tất cả mọi người, không chỉ trong hôn nhân mà cả trong tình bạn. Đây là nguyên tắc vàng trong các mối quan hệ. Gia Cúc rất đúng, chúng ta nên giải quyết bằng cách đó là rất tốt. Anh ấy cần biết chính mình. Nhưng có người thậm chí còn không biết chính mình, rất bướng bỉnh. Biết một người cũng như nếm trà, dùng lời thô có thể hiểu được. Đã lâu lắm rồi phải không? Thầy biết trái tim của các cháu, lòng trắc ẩn của các cháu, ý thức công lý của các cháu. Thầy biết, Chúa đã ban cho các cháu những thói quen tốt, hy vọng những thói quen tốt này là của các cháu. Vì thế các cháu có thể thể hiện tình yêu và tình cảm các cháu. Nơi không có tình yêu và tình cảm thì khoan dung sẽ biến mất. Đừng quên nó. Hãy luôn ghi nhớ cẩn thận nhé. Thôi thầy đi nhé. Giữ sức khỏe và may mắn nhé. Con đang làm gì vậy, cháu gái xinh đẹp của ông? Con chưa ăn gì cả, có được không? Này, nếu cháu không thích đồ ăn, hãy nói với ông và ông sẽ làm món mới. Ông đã mua loại sô-cô-la chất lượng tốt nhất, ông đã tốn rất nhiều tiền. Hãy cầm lấy cái này và ăn nó. Sau khi biết được Nusa là con nhà Demiran, nhìn vào sự giàu có, thấy sang muốn bắt quàng làm họ. Ông bà Rasip quên hết lời dặn của tớt nhằm giữ ưu thế nuôi cháu gái. Muốn được tỏ ra tốt đẹp trong mắt Nusa hơn. Vậy là bố cháu đã kết hôn? Dạ, cô Nusa. Ông có thể gọi cô ấy là con gái được không? Thật tiếc. Giờ cô ấy là của cháu. Nếu nói về chúng tôi, cháu sẽ nói với cô ấy là chúng tôi yêu cháu và chăm sóc cháu rất chu đáo nhé. Cháu có muốn ông đưa cháu đến gặp bố cháu không? Có thật không ông? Cháu thấy chưa, luật sư Tớt bảo ông không nên cho cháu gặp bố. Nhưng lương tâm của ông không cho phép cháu phải xa cách cha mẹ thân yêu của cháu như vậy. Cháu hãy chuẩn bị đi, ông đi mua quà, sau đó chúng ta sẽ đến chỗ bố cháu. Bố của con bé và Nusa Demiran đã kết hôn, vì vậy em tự hỏi liệu chúng ta có thể ra đi mà không có quà không? Anh tự hỏi liệu chúng ta có nên mua thứ gì đó cho con chuột nhỏ đó chỉ để làm hài lòng đôi mắt dễ thương của nó hay không? Chúng ta không cần suy nghĩ đâu anh. Nhiều đây đủ rồi. Ý em đây là món quà tuyệt vời nhất rồi. Mẹ của anh đang bệnh, hãy để bà tỉnh lại.
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem đây có thực sự là việc do Neva làm hay không. Nếu sự thật xảy ra thì cả cô ta và anh trai cô ta, dù họ của các bạn là Demiran, tôi không quan tâm. Tôi sẽ bắt bạn phải trả giá, các bạn là loại người gì? Anh tức giận, anh hoàn toàn đúng, mẹ của anh đang trong tình trạng này. Em biết anh mạnh mẽ và bất khả chiến bại, ngay cả khi anh tức giận, không ai chống lại anh, không thể dừng lại, nhưng bên dưới tất cả những điều này anh luôn có một đức tính từ bi. Dù em có nói gì thì anh vẫn sẽ làm điều mình muốn, em cũng biết điều đó. Nhưng hiện tại, sự từ bi của anh là cần thiết nhất. Vì anh có cả mẹ và gia đình. Mẹ có cảm thấy ổn không? Mẹ ổn, chúc bác sớm khỏe lại. Bác Viva, chuyện xảy ra thế nào, mẹ có thể kể được không? Vâng, em đi ra ngoài để anh nói chuyện ạ. Chuyện gì xảy ra giữa mẹ và Neva vậy mẹ? Mẹ giận dữ vì cô ta phải không? Chúng tôi đã nói chuyện. Cô ta đã không biết cách cư xử của một Demiran. Nhưng mẹ sẽ dạy cô ta. Bạn có nghe thấy thầy nói gì không? Tôi nghe nói đó là điều cấm kỵ, tất nhiên là tôi cũng nghe thấy. Bạn có đôi tai, bạn hiểu nhưng bạn chỉ nghe, tôi không những hiểu rất rõ mà chỉ nghe thôi thì chưa đủ. Tôi hy vọng như vậy. Chú ấy nói lấy từ dưới lên, bạn thấy hơi khó khăn với những thứ này phải không? Thôi, đây là những điều tôi gặp khó khăn. Khó với tôi nhưng không khó với bạn. Điều đó là không thể, bởi vì bạn đã cố gắng vươn lên dẫn đầu, đây là sự hiểu biết của bạn. Chúng ta đợi mà xem. Rồi bạn sẽ thấy. Ta sẽ thay nhau đóng vai người biết lắng nghe nhé. Tôi một ngày, rồi bạn có thể làm nó một ngày không? Thế nào? Gian là 3 tiếng. Bạn và tôi sẽ luân phiên 3 tiếng trong một ngày, người nào đóng vai cấp trên và người nào đóng vai cấp thấp. Được thôi, chúng ta đã nhất trí. Bạn đến thăm mẹ của tôi sao? Neva cũng định đến nhưng mẹ tôi không nhận khách. Bác sĩ đã thông báo, chúng tôi sẽ sớm đi về nhà, phiền bạn đã đến đây. Tôi chỉ muốn thăm bác của tôi. Mối liên hệ huyết thống với bác FIFA có ý nghĩa đối với tôi, với tư cách là một Demiran. Tôi chắc rằng bạn đồng ý. Biết mối quan hệ huyết thống của Iron Khans cũng như biết giới hạn của bạn. Quan hệ huyết thống rất quan trọng. Một số sự nóng nảy có thể khiến chúng ta phớt lờ nó, nhưng cũng có thể khiến chúng ta hoan nghênh nó đến bàn ăn của mình. Đúng, nhưng đây là nơi đủ để chúng ta dừng lại. Theo tôi không phải là người nói những lời này. Bệnh của cô FIFA là của cô. Tại sao anh có vẻ tức giận? Được rồi, đó không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng nó không phải tự nhiên như vậy, bạn có biết có điều gì đó khiến tôi tức giận không? Bạn biết đấy, một đặc điểm khác của Iron Khans là sự kiên nhẫn như một con hổ. Sự căng thẳng mà bạn đang nói đến là chúng ta đã có nó trong nhiều năm. Vì thế chúng tôi vẫn đứng vững. Nhưng cô FIFA thì mệt mỏi theo thời gian. Có vẻ như anh ấy đã kiên nhẫn suốt ngần ấy năm, nghe có vẻ hơi thảm hại đó anh bạn. Sự chờ đợi của bạn đang đến, không phải sự kiên nhẫn của bạn mà là sự bất lực của những gì bạn tin tưởng. Bằng chứng cũng chắc chắn sẽ như ý của tôi. Tôi đang thực hiện nó nhanh chóng, chắc chắn tôi sẽ không làm điều đó lâu hơn. Tôi cũng giống như bạn, tôi đang có ý tưởng. Dù sao cũng xin chuyển lời chúc của tôi đến cô FIFA để cô sớm khỏi bệnh. Nhưng tiện bạn cũng nên biết rằng, hổ không phải là loài động vật kiên nhẫn nhất trong tự nhiên. Bạn biết đấy, tại sao tôi chọn hổ thì tôi nghĩ tôi không cần nói thêm nữa. Tôi không muốn. Con đã nói chuyện với bác sĩ, mẹ có thể ra ngoài. Cảm ơn Chúa. Mẹ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Con muốn bảo y tá đến giúp mẹ. Hãy để con giúp bác. Không cần đâu em, y tá sẽ làm. Chúng ta ra ngoài thôi, đi thôi em. Không, em không phiền vì những gì vừa xảy ra của mẹ anh đối với em. Thực sự có một vấn đề lớn đối với anh. Anh không thể chịu đựng được bất cứ ai làm tổn thương em. Em không cần phải chấp nhận hành vi đó. Bác ấy không thích nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Bác ấy có một khoảng cách đặc biệt với em. Tất nhiên là em biết, nhưng tình huống này khác. Ai cũng sẽ làm điều tương tự. Chúng ta biết rằng bác ấy nói gì trong trạng thái này không quan trọng. Điều quan trọng là miễn là nó tốt với bác ấy. Em nhắc nhở anh qua từng hành động rằng em lớn như thế nào trong anh. Dù bất kỳ con người nào, nhưng trái tim em vẫn nhân ái. Một người làm chủ trái tim, vượt xa tất cả. Tôi đã không sử dụng cái này. Tại sao nó trên bàn của tôi? Tại sao nó lại trên bàn của anh vậy, em yêu? Nó là của em để quên nó trên bàn của anh à? Đúng. Thật tốt khi anh tìm thấy nó, anh yêu. Không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Không có chi. Fathi, em có thể gửi hồ sơ đó đến tòa án. Anh trai, em sẽ đi, ngay cả Ceylan cũng phải đi cùng em. Ý em là, cô ấy đang ở trong tình trạng căng thẳng, đi đi. Có thể bạn đã cố tình đặt cái nạo trên bàn của tôi. Chắc là tôi đã quên. Không thưa cô không quên. Cô làm vậy chỉ để chọc tức tôi. Tôi nghĩ bạn đang quên thời gian. Bạn có nhận thức bạn đang thỏa thuận với tôi không? Giờ này là của tôi. À, tôi sẽ đeo một dải ruy băng đỏ trên ngón tay này để không quên. Người ta nói ngày tháng trôi qua rất nhanh. Nếu bạn định khóc thì đừng chơi nữa. Chào mừng anh trai, em đang đợi anh. Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra thế. Nếu không em sẽ trừng phạt người anh trai nghịch ngợm của mình. Mong đợi một sự hỗn loạn lố bịch.
em đang ở trong đó á Neva, điều này chẳng có ích gì. Anh sai rồi anh trai, anh có biết nó có tác dụng không? Thậm chí còn vui hơn khi chúng ta gặp Ohun. Có phải vậy không? Cô FIFA, Ohun, không làm sao cả. Sao thế được? Đây là một bất ngờ. Ohun, lẽ ra anh ta phải tạo ra một cuộc khủng hoảng đẹp đẽ chứ. Anh họ của anh thật hèn nhát vậy sao? Thú vị thật. Anh thấy anh ta không hề sợ hãi chút nào, chắc chắn trong đầu của anh ta đã có kế hoạch. Em nghĩ anh đang phóng đại, bà ta chỉ là một bà già. Em đã đánh giá thấp việc cô ấy là một người phụ nữ sắt đá và được nuôi dạy như chúng ta. Hãy nhớ, anh cảnh báo em một lần nữa, đừng làm những điều trẻ con. Đừng làm nó khó hơn. Em hiểu không? Được rồi. Bác muốn ăn gì tối nay không ạ? Quản gia sẽ lo việc đó. Tôi sẽ mang món xào yêu thích của bà và thuốc nhé, thưa bà. Chúng con ra ngoài nhé. Cảm ơn Chúa, bác FIFA đã về. Từ em, chưa bao giờ bị ốm như vậy, làm sao anh có thể nói rằng ai đó đẹp? Anh có thể nói với người vợ tương lai của anh. Tất nhiên là em không thể can thiệp, nhưng em sẽ rất ngạc nhiên nếu cô FIFA cư xử khác đi. Em nghĩ bác ấy bị bệnh hay gì đó. Ít nhất chúng ta biết bác ấy ổn như mọi khi. Không có gì quan trọng nữa. Chúng ta có nên uống trà cùng nhau không? Đã đến giờ uống cà phê của anh mà. Em thích trà, nên bây giờ anh sẽ dùng thời gian uống cà phê là thời gian uống trà mà em yêu thích. Anh có thể thay đổi. Được rồi, để em đi pha trà, Trailer 206. Được ngủ cùng em, thức dậy cạnh mùi hương bên em. Anh đã chờ đợi quá lâu, hãy để thời gian đó đến mau chóng. Cháu không mong đợi cô kết thúc vấn đề này một cách im lặng. Những vấn đề này giữa phụ nữ với nhau. Cô nói thế sao? Cháu có rất nhiều điều phải học hỏi, đừng ngần ngại hỏi cô. Cô có thể giúp gì mà các cháu muốn? Em không phải là người duy nhất muốn hỗn loạn. Em đã bắt đầu nó. Em không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Ngày mai là một ngày quan trọng. Một số công việc là một sự nỗ lực lãng phí. Có lẽ Ohun đã nhìn thấy ánh mắt mà Kiangi vẽ hy ra. Perry Hân đã vào cuộc cùng anh em nhà Kiangi. Cùng đón xem cuộc chiến diễn ra thế nào ở tập tiếp theo nhé.